been trouble. Ở trên nhà có cây hoa gì không? Cây gì hoa? Ai mà ớt ăn xào rồi chứ? Nhưng mà bà ở Việt á? Tức ngọt. Bán cái này. Bà cái bắt xe mà bắt là bà không biết. Này chỉ để cho ngọt nhẹ nhẹ thôi đúng không? Bảo thực tế bảo. Để sơn bên nó ngọt nhẹ thôi. Đây xào thịt bò. Sống thì em xào thịt lợn cũng được. Xào mực thì 60. Đây xào mực là đúng. Chè là mới ngồi được chị? Mua được em chứ ạ. Giá là mua được. Đẹp khi trong tranh thế vẫn còn. Có hai cái thùng xốp thì úp mẹ vào hai thùng xốp. Không. Nó vớt hơi à, nó không đựng không bị éo. Đó. Cả bản ngon luôn mà ngon. Cầm giáo là tàu ngon. Tôi gọi nhá. Ừ,
ồn hết, ở đây ồn. Em cho nó đi, không phải bảo nó. Chứ bây giờ mày lè hết sang đè ra trong nhà tôi đi. Nó đổ cả lại nhà nhà cô. Lấy gì cô? Này, bao nhiêu một cân? Cân đi. Có bán không? Có chứ, bán chứ.
nhỉ. Chị ơi chào em. Lấy mấy chục cân xong rồi. Chị hái mấy quả cho em nữa đi. Mà chị đi làm chỗ này có ảnh hưởng không? Cho chị giả kéo để em đưa lên hộ vai một chút. Ừ. Ừ nhá. Rồi. Toàn thế thôi, nặng quá rồi. Cân nhá. Cân 42 cân. Em cảm ơn nhé, lần sau đến ủng hộ em tiếp nhé. Vâng. Lần sau còn lấy nữa mà. Ô hộ mà em lấy lên. Cảm ơn nhá. Gì đây? Thank you.
tối đâu. Bao nhiêu tiền cân của nó? Cho vào bao xanh này nhé chị nhé. Cân à? 12 cân kia mới lại cái đống đẹp kia kìa. 12 cân. Không phải nhiều thế. Rồi chị ạ, mà nhà mình cũng đắt, cũng kinh thế. Cửa hàng kia. Ừ, đúng rồi.
rồi, bán rồi. Sao bán nào đấy? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bánh mì này nè. Sâu sẻ. Yeah.
Thịt bằng túi đây.
bán lông lấy nó bắt không á? Ờ. Vậy cái đấy. Còn lấy nữa không? Ta ao cứ cây. Lấy xuống xong là bác của cháu túm này. Ờ, đi lấy. Lấy. Vậy nát. Má ông ai luôn. ก็ยืดไปขำไปเลยไปขำไปค่าเลยที่ไหนก็ยังมาแล้วก็ไปมากไปยังไปเนี่ยไฮเปอร์ nên cháu phải này ngay tha hồ ấy. Lúc xa ao à? Mình mà thắng cái ti ba hơi lên nữa cứ mi thúc
là chồm cần chắc áo á. Mà lại tiết chồm chắc là tiết bó. Bao nhiêu? Đây cả nhá. Thank you.
Không ăn thua. Hơi chán. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ơ, vườn ta mình ấy chẳng qua đất tốt rồi. Thêm một miếng hả? Chúng ta mình đến nhà.
vì nhìn hai cân chị cứ lấy đi không? Thank you.
chồng nó cứ lên nhiều. Của mình là tôi không thấy thế nào. Nay vẫn ở trước. Kim ơi. Rất đậu lắm. Đắng ớt. Quả còn to lắm.
3 của ban thường vụ quốc hội cho ý kiến vào nhiều nội dung. Đấy, 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 ăn
Thank you.
vào đây, con vào đây lấy. Vâng. Dưa ngon quá nhỉ. Dưa nó dưa ngọt thật đấy nhỉ, ngọt mà ngon nhỉ. Ôi cái này nó không hỏng. Dưa sạch đấy nhỉ con nhỉ. Nó không bị hỏng ở trên. Cân đi. Cả 10.000 thôi. Cân đi. Ờ thế em cân. Hai cân ba anh ơi. Bố mẹ ăn mua. Bố cũng thích ăn mua, ăn thích ăn cơm này. Ăn mua đi. Được. Được má. Về đây. Cảm ơn. Đây. Cảm ơn, chào anh được. Ngon không? Mẹ ngồi cho chân được cơm á. Cầm cao lên thế này, đặt xuống. Bận nhá con nhá. Đấy, để cho bà mới nhá.
thế à? Bao nhiêu cân ba đấy? Khoảng 120 một con ạ. Chưa tình tình người một đấy, tình người một. Có ai để riêng đông đấy rồi. Đấy thì ông 3 cân rưỡi con. Đấy. Ông Toàn hỏi kia cơ. Kìa, ra ngoài rồi. Con kia nó ra ngoài rồi. 35 nghìn thôi chị ơi. Kia. Bà có rồi con. Đá không có đá rồi đó. Đá 60 nghìn. Đây chị chọn đi. Có gì đây về tổng nó cho bà con. Chạy hết chưa? Hết rồi. Hết rồi. Phân hết đống vô rồi đấy à? Phân hết rồi đấy. Ba ba. Hai cân bạc. Thế á? Qua bạc không lấy một yến. Cho cô ít chai. Sáng ngày nào? Cô cho con bé cũng được. Cho nó con to. Thử cho cô thế nào? Thiếu thì con ngót vào cho nó đủ cho nó hết. Hai cân chữ anh ăn cơm lắm ấy. Ai ăn cơm chốt Thank you.
ăn xào hả hay mua về? Ăn xào thì nhưng mà con có cảnh xào đấy. Vâng. Nuôi cho nó to to thì à, mua ba con này cả xả nó bể ba thì à. Nhà này con này 200 số củ rồi đấy, 24 đấy. Không giả. Giả 100 bán luôn lại bán à? Đấy còn mấy con thì bán rẻ không? Nhé. Dạ. Này còn mấy con thì bán rẻ cho mình luôn 50 đấy. Rồi đấy bà. 40,000 một túi đấy. Muốn làm anh ơi.
không nhầm. Lui cháu cũng không đi luôn, lấy được vàng gì đâu mà. Bác đi
bán có 10 thì không thấy rồi. Có 2 cơ. Đấy, gọi là bé thôi. Thấy bọn này lên. Thank you.
chỉ cần
Đây, cháu cũng cười, 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 cháu cũ
cháu cho cân 2, cân 3 luôn. Cháu không cho quá, chọn cái bông cần tươi lên. Ô, lạc này cũng ngon bằng lạc hôm qua rồi. Nhưng người đã ngồi mút nước. Nó đi mút nước. Nó đi mút nước rồi. Đừng nó lại ăn mật, nó lại còn ăn gần lon thì mút nước. 12.000 rồi, cô. 15.000 nhờ, 5.000 rồi. Cân ma, con tô bây giờ ấy. Mày ra đây mày bông. Bán lung tung đây mà bông. Mang bánh gì bánh to như này to như này mày bé quá non này to. Phải cháu hết to thì mới được. Coi mang thì cháu kết nối mày như nào. Dân số đừng làm gì rồi 10.000 nhé. Ừ thì cho 10.000 sách đi thôi. Này ở đâu? Cho bài này. Dạ cháu trên là 3.000. Cho đây có 2.000 sao lấy bà 3.000. Mình cho bán có 2.000 đấy. Này con nhà nào này? Bà còn cho nữa chứ không phải bằng lấy đâu bà nhỉ. Cháu lấy bài. Cháu lấy bài. Không mang xe. Ờ có cho 3 lạng thôi. Ba lạng. Đây đây 15 18 rồi nó to nó lấy hạt to này.
kia thì mỗi hai miếng đấy thôi, còn chỗ kia là dưa lê. Thank you.
không để đồ đấy. Ông cái bà kia bà bảo bán cho bà ấy thì bà ấy đi bán. Cứ thử thử cái dao gì không biết nữa. Chúng ta bán cho họ mẹ mẹ cuối đi. Nó gửi cho mày 5.000 đây này. Khi ai mà cứ để chỗ người ta còn nhấc lên mới nhấc xuống. Hơn 3 lạng rồi. 6.000 bán nào. Bảo em chứ. 6.000 bán nào. Được 6.000 bán nào. Chú lấy nhiều không? Cân 6 là 1 cân là thơm. 6.000. Alo. Đang ở chợ. Đang đi mua tí đã. Này. Này ông ơi. Chợ thoải mái đi. Mua dăm quả bán thôi. Không có đưa này lúc nó ấy. Không có là tham là thâm đấy. Mua 400 một giờ. 95.000 một bịch đấy đó kìa. Bán 50.000 ngay. Có cái túi xanh cho bạn ấy. Chín chưa? Cân 2 nữa. Cân 2, 26, 12. Bao nhiêu cân đưa đấy cháu? Rồi giá tiền đi. Đấy con cân được cái này. Vâng. Xin đi 40. Ăn đưa nào ngon hơn nhỉ? Sao vừa lại đưa lại cái gì đấy? Đưa cái gì? Trước thì đưa tiền 40.000. Nó bảo thiếu con tiền 5.000. Nhưng mà kỳ tình trời. Đấy là 20.000 để cho mày. Nó đưa cho mày 20.000 đấy. Mày đưa 40.000. Báo báo con gái đi. Báo báo con gái nó quay trong tập vườn buồn là được. Quang bác làm sao? Quang bác làm sao? Thế nào cũng nên ăn bổ đó. Ăn. Quang của vợ Quang bác làm sao?
Trời ơi chị, đã cho con bảo bán rẻ nữa. Thank you.